Chào các em trong bài học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học về chat logic tag tức là chúng ta sử dụng một số cái tag logic trong chat hỗ trợ chúng ta thì cái logic tag này dùng để tính toán logic dữ liệu hay là lặp đi lặp lại dữ liệu dùng vào lập for hay chúng ta so sánh dữ liệu đấy với một cái thông tin nào đó thì để cụ thể hơn về cái chat logic tag này thì chúng ta cùng đi vào trong ví dụ thì trong cái project hello world của anh ở đây đúng không thì trong bài học trước chúng ta đã có một cái user service rồi cái user DAO hết rồi đúng không? Thì trong bài học này chúng ta tiếp tục kết nối cơ sở dữ liệu để chúng ta lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lên. Và ở đây chúng ta trong các em mở cái file controller ra là chat config ở đây. Thì trong cái controller này các em tạo cho anh một cái đường dẫn gọi đến danh sách người dùng đi. Thì ở đây anh sẽ tạo một cái action mới. Và trong này anh để cho anh một cái gọi là list user chẳng hạn. Thì tùy các em đặt tên, ở đây các em hoàn toàn có đặt tên là danh sách người dùng theo cái đường dẫn này thì anh không quan trọng lắm. Thì trong cái user action này các em gọi đến cái cái đây là list user đúng không? Ở đây sẽ là list user, parameter là list user. Và anh sẽ trả về cái view ở đây, chính là cái view của mình là dùng là list user. Và đây sẽ trỏ những cái file VGSP của anh, chính là file list user này. Và bây giờ thì trong cái user action ở đây, anh sử dụng cái user service. Ở đây anh sẽ sử dụng user service. Và anh sẽ trả, lấy về cho anh một danh sách người dùng Anh sẽ là list user ở đây User này Như này Và trả về cho anh một danh sách người dùng Đây sẽ dùng user service get user Thì sau đó anh sẽ set cái danh sách người dùng này vào trong cái request đúng không Anh sẽ set vào đây Set attribute Và anh đặt một cái key là user s chẳng hạn Thì anh sẽ đẩy cái list này vào trong cái cái request của anh thông qua cái key là user s ở đây Hoặc các em có thể để user list như này Tùy các em, các em để cái key làm sao các em thấy thoải mái và các em hiểu ý nghĩa của nó là được Thì bây giờ bên phía cái view là lead user Thì cái lead user này sẽ trở đến cái file JSP của anh là lead user ở đây Anh sẽ mở ra Và trong này bây giờ anh muốn hiển thị dữ liệu Thì anh dùng như thế nào Thì trong cái chất hỗ trợ chúng ta một số cái thẻ js, Thẻ ở đây Thì anh sẽ phần trăm Account này Tab clip này URI này ở đây anh sẽ dùng cái tag logic ở đây Và trong này anh dùng prefix này Thì ở đây để hiển thị cái dữ liệu của một cái danh sách thì chúng ta hoàn toàn có thể làm như sau Đầu tiên anh sẽ dùng cái tag logic này Anh check là empty Ở đây thì empty Ở đây các em truyền vào cái này là name Name chính là cái thuộc tính đối tượng của chúng ta Thì ở đây chính là cái user list đúng không ở đây thì nếu mà empty thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ in ra một cái thông báo là không có người dùng nào cả đúng không? Không có người dùng nào. Như thế này. Và anh đóng lại. Như vậy chúng ta đã xong cái tab là logic rồi. Bây giờ anh sẽ tiếp tục là logic này. Not empty. Not empty nghĩa là nếu mà cái danh sách người dùng ở đây mà có, đây anh sẽ name ở đây chính là user list này. Thì ở đây trong này anh sẽ làm gì? Trong này anh sẽ tạo một cái bảng. Các em tạo cho anh một cái bảng người dùng thì anh sẽ tạo một cái bảng là t... table đúng không? Để hiển thị danh sách người dùng theo dạng bảng. Trong này là tr này. Thì tr ở đây. Anh sẽ tạo là th đúng không? th tạo cái tiêu đề giả dụ id. Ở đây anh sẽ chỉ in ra một số thông tin thôi. Như này. Anh sẽ copy lại. Ở đây sẽ là tên. Ở đây các em hoàn toàn có thể sử dụng cái bin ở đây thì các em có thể sử dụng cái pin ở đây. Thì ở đây các em chọn cái pin cho anh. Và đây sẽ là cái pin và ở đây các em dùng cái file message property này, các em khai báo các thuộc tính của thằng user đúng không? Ở đây có user name thì các em copy cái này sang. Trong cái list user này các em có thể Đây là pin. Pin này. Đúng không? Đây pin sẽ là message. Thì ở đây anh sẽ đóng lại đã thì anh sẽ xếp lại để nó nhận cái thẻ pin này và anh pin này hai chấm này ở đây các em sẽ dùng cái message và đây sẽ là key các em chuyển vào cái key ở đây đầu tiên là name, đúng nó nên sẽ là bên dưới này cái này sẽ là id thì anh sẽ tạo thêm một cái key nữa là user chấm id đây sẽ là id anh sẽ copy cái key này sang đây thì các em copy vào đây thì các em làm như thế này các em sẽ thấy là cái code của em sẽ trông rất đẹp mà các em không phải hát code trong cái file csp gì cả đây sẽ là phone đi chẳng hạn đúng không thì anh sẽ tạo thêm một cái phone bên này nữa là user chấm phone thì này sẽ là điện thoại đúng không điện thoại như này và đây sẽ là cái lựa chọn thì các em tạo một cái pin ở đây đây như này và ở đây các em để cho anh là một cái là option option tức là lựa chọn thì ở đây anh sẽ để các button thêm sửa xóa ở đây thì chút nữa anh sẽ để sau thì ở đây anh sẽ để cái key ở đây chính là option như này và bây giờ anh sẽ lập dữ liệu trong cái danh sách user list ở đây đúng không cái danh sách người dùng thì anh làm như sau anh sẽ dùng cái thẻ là logic logic này hai chấm này ở đây các em dùng cái cho anh là iterate thì iterate ở đây các em khai báo một cái id các em giống như kiểu các em vòng lọc phối id ở đây chính là cái biến các em gán cho từng cái giá trị trong cái danh sách này ở đây thì các em thấy là có name này Name ở đây chính là cái User List Và ở đây chúng ta dùng vòng lặp Iterate ở đây chính là vòng lặp for x chúng ta đã học rồi thì anh giả dụ ảnh gắn vào đây là User Thì bên trong cái vòng lặp này Các em xếp lại, bên trong vòng lặp này sẽ dùng cái thẻ tr này Như này Và ở đây Thì tương ứng là có td Thì cái td đầu tiên chúng ta sử dụng là gì? Thì ở đây các em nhớ cho anh chúng ta dùng là ở đây, các em hoàn toàn có thể là bin. Các em dùng cái roi ở đây. Và roi ở đây các em dùng cái biến là user này thay cho cái đối tượng. Ở đây chúng ta nhớ cho anh là chúng ta đang lập từng cái đối tượng trong cái user list ở đây và chúng ta gán vào cái bin user này. Do vậy bởi cái bin trong đây sẽ sử dụng cái cái đối tượng user ở đây. Và đây các em dùng là property. Thì đầu tiên property của cái đối tượng user chúng ta lấy đây anh sẽ mở đối tượng này ra property chính là ID đúng không? Anh sẽ copy ID, anh dán vào đây. Tương tự như vậy các em copy lại và các em đổi cái thuộc tính đi thôi. Ở đây chúng ta có ba cái trường đúng không? Ở cái bên cuối này thì anh sẽ để trắng đi. Ở đây anh sẽ có thuộc tính thứ hai là name này. Thì các em mở cái file user này ra, các em xem xem thuộc tính thứ ba là phone, anh sẽ copy vào đây, phone. Các em nhớ tranh là nếu các em để đây là user thì bên dưới đây là cái bin cái name đây sẽ là user, ở đây các em để u thì bên dưới này sẽ là u như thế này. Các em nhớ cho anh. Thì ở đây sẽ là vòng lặp for x, tức là for từng cái phần tử trong cái danh sách user list này và gán vào cái giá trị u và u ở đây nó sẽ đọc ra thông qua cái pin này. Và ở đây anh có thể để đây là sửa này. Rồi à, xóa này. Như này. Hoặc là chi tiết. View. Chi tiết như này. Thì chút nữa anh sẽ thêm cái logic sau trong bài thực hành lần tới thì ở đây các em thấy là chúng ta có thể dùng các thẻ logic ở đây như là not empty rồi you iterate này ngoài ra ở à, dụ ở đây anh sẽ có thêm một cái thuộc tính nữa là như là vai trò chẳng hạn ở đây anh sẽ thêm một cái cột nữa là vai trò đi chẳng hạn thì ở đây anh sẽ thêm một cái key trong này là user user role đúng không user này đây sẽ là vai trò này đúng không thì ở đây anh sẽ copy cái này sang bên cái thằng này và bên dưới này anh sẽ có thêm một cột nữa đúng không? Thì ở trong này anh sẽ so sánh xem là vai trò là gì. Thì trong cái cơ sở dữ liệu của anh ở đây. Thì trong cái cơ sở dữ liệu này. Trong cái cơ sở dữ liệu ở đây thì anh sẽ mở cái này lên đó. Thì trong cái cơ sở dữ liệu ở đây trong cái bảng user của anh các em thấy là vai trò đây là Role Admin và Role User Thì bây giờ nếu mà Role là chế Admin thì chúng ta hiển thị cái nội dung là vậy. Admin người dùng thì anh làm như thế nào Thì trong này anh dùng cái thẻ là logic Ở đây các em dùng cái cho anh là dùng cái equal Ở đây chúng ta dùng cái thẻ equal ở đây Dùng để so sánh các số đúng không Thì anh sẽ dùng là equal này Các em thấy bên này dùng để so sánh Các số này Equal này Ở đây sẽ là value ở đây chính là role admin này. Ở đây chúng ta dùng cái name ở đây là gì? Name chính là cái U. Và thuộc tính property chính là role. Tức là chúng ta so sánh cái role này với cái trò là role admin. Nếu đúng như vậy thì anh sẽ hiển thị dữ liệu ở đây. Ví dụ là vai trò admin. Thì ở đây anh copy lại cái đoạn này. Các em cho cái thẻ TD này xuống một chút. Thì anh sẽ copy lại và đây nếu là role user user thì đây sẽ là người dùng đúng không vai trò người dùng thì chúng ta dùng thẻ logic chấm y của này thì bây giờ anh sẽ chạy lại chương trình để các em thấy thì bây giờ anh sẽ gọi vào trong cái list user của anh anh sẽ gọi vào trong cái list user này thì server của anh đã start up thành công rồi anh sẽ lên trình duyệt anh gọi vào trong cái list user chấm html đúng không ở đây anh sẽ xóa bớt cái một cái gạch chéo đi anh enter thì các em đợi chút thì ở đây các em thấy đang nó hiển thị dữ liệu ra rồi đây là id ở một hai tên là trung tâm java số điện thoại tương ứng này các em thấy đây là vai trò admin và vai trò người dùng đây là sửa xóa chi tiết thì chúng ta sẽ làm trong bài học sắp tới thì như vậy trong bài học ngày hôm nay các em đã biết cách sử dụng các thẻ logic tag rồi một số thẻ sử dụng nhiều nhất như là thẻ đây not empty empty rồi đây chúng ta dùng thẻ iterate để lọc một danh sách. Chúng ta dùng cái thẻ logic Equal để so sánh cái string hoặc so sánh số với một cái thuộc tính của một đối tượng nào đấy. Thì đây là những cái thẻ mà chúng ta hay sử dụng nhất trong cái chất một framework thì các em nhớ cho anh để các em có thể biết cách sử dụng. Thì trong bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục học về một bài thực hành. Chúng ta vận dụng các kiến thức chúng ta đã học lại với nhau để chúng ta làm bài tập thêm sửa xóa tìm kiếm người dùng. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.